Xin chào tất cả các bạn. Đầu ngày mới thì Thắm xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn sẽ có một cái ngày làm việc thật là hiệu quả. Ở video livestream ngày hôm nay thì Thắm sẽ mang đến một cái tin cực kỳ hot và cực kỳ hấp dẫn cho các bạn. Đó là tất cả các dòng xe bên Thắm thì đang có cái xu hướng giá giảm rất là mạnh. Ở thời điểm này cũng là một cái thời điểm cực kỳ tuyệt vời để các bạn lựa chọn mua xe cho mình. Ngay sau đây thì Thắm sẽ giới thiệu đến các bạn các cái dòng xe bên Thắm và phân khúc giá ở thời điểm hiện tại để các bạn tham khảo nhé. Như các bạn đang thấy đây ạ. Chiếc xe bên cạnh Thắm, dòng xe Honda Winner X phiên bản V3 2022. Ở thời điểm hiện tại thì chiếc xe này đang giảm giá xuống chỉ dao động khoảng tầm từ ngoài 35 triệu cho đến ngoài 38 triệu thôi. Chiếc xe các bạn đang thấy đây là chiếc xe phiên bản thể thao được trang bị phanh ABS khóa Smart Key và giá ở thời điểm hiện tại dao động khoảng tầm 38 triệu. Và cái dòng Winner X này thì bên Thắm vẫn đang áp dụng cái chương trình trả góp với lãi suất là 0% áp dụng cho các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu muốn tham khảo trả góp thì các bạn chỉ cần trả trước 20% giá trị xe, dao động khoảng tầm 10 triệu trở lên. Số còn lại các bạn có thể lựa chọn góp trong vòng 6 đến 18 tháng và thủ tục thì các bạn chỉ cần căn cước công dân thôi. Và các bạn nhớ nhé, đối với dòng xe Winner X này thì hiện tại bên Thắm đang có 3 phiên bản để cho các bạn lựa chọn và đầy đủ tất cả các màu sắc các bạn nhé. Như các bạn đang thấy đây, phía bên ngoài này Thắm có thêm trưng bày thêm chiếc xe thuộc phiên bản đặc biệt màu sơn nhám. Ở đây là chiếc xe màu đỏ nhám, hiện tại thì Thắm sẽ có thêm màu bạc nhám và màu đen nhám nữa. Và chiếc này cũng được trang bị phanh ABS cho các bạn. Và giá xe cũng tùy thuộc vào cái màu sắc mà các bạn lựa chọn. Phía dưới này thì Thắm đang trưng bày một chiếc xe Winner X phiên bản đặc biệt màu đen nhám. Ngoài cái phiên bản thể thao phiên bản đặc biệt Thắm vừa giới thiệu với các bạn ra thì hiện tại bên Thắm còn có phiên bản tiêu chuẩn cũng có 3 màu sắc cho các bạn lựa chọn: màu trắng, màu đỏ, màu đen. Và giá xe dao động khoảng tầm ngoài 35 triệu thôi các bạn nhé. Các bạn nhớ nhé, Winner X bên Thắm thì vẫn đang áp dụng chương trình trả góp với mức lãi suất là 0%. Các bạn chỉ cần trả trước 20% giá trị xe và thủ tục chỉ cần có căn cước công dân thôi. Các bạn muốn lựa chọn màu nào, phiên bản nào, nhấc máy lên liên hệ cho Thắm theo số hotline là 0888-628-366 hoặc là kết bạn Zalo với Thắm theo số này. Thắm sẽ hỗ trợ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Ngoài dòng xe côn tay này ra thì Thắm sẽ giới thiệu đến các bạn một số dòng xe khác ở bên Thắm nữa. Như các bạn đang nhìn thấy, bên Thắm đang trưng bày trên kệ đây là một chiếc xe SH1. Đối với dòng SH1 này thì hiện tại giá đang hạ nhiệt và giảm rất là sâu. Giá dao động khoảng tầm ngoài 61 triệu cho đến 77 triệu tùy vào phiên bản màu sắc mà các bạn lựa chọn. Và SH1 này thì hiện tại đang có rất là nhiều phiên bản màu sắc và cái phân khúc giá cũng sẽ tùy thuộc vào cái màu sắc mà các bạn lựa chọn. Các bạn đang muốn lựa chọn màu nào và muốn Thắm báo cụ thể cái phân khúc giá của màu xe đó thì các bạn Zalo với Thắm hoặc là gọi trực tiếp cho Thắm để Thắm tư vấn cụ thể hơn cho các bạn về dòng xe này. Và các bạn nhớ nhé, tất cả các dòng xe bên Thắm đều hỗ trợ cho các bạn các cái gói trả góp với mức lãi suất cực kỳ là ưu đãi. Để biết thêm cụ thể thông tin chi tiết là các bạn phải trả trước bao nhiêu và thủ tục như thế nào thì các bạn nhớ là liên hệ ngay cho Thắm nhé. Phía bên ngoài này thì Thắm đang trưng bày chiếc xe SH, đây là chiếc xe A-Blade phiên bản 160. Đây thuộc phiên bản đặc biệt các bạn nhé, phân khối 160 và được trang bị phanh ABS. Đối với SH160 này thì Thắm sẽ có thêm màu đen bạc nữa ạ. Và hiện tại giá dao động khoảng tầm 57 triệu cho đến ngoài 59 triệu một chút xíu. Giá này Thắm báo cho các bạn là chưa bao gồm đăng ký và chưa bao gồm phụ kiện theo xe các bạn nhé. Hiện tại thì cái này nó khóa mất rồi. Hiện tại thì ngoài phiên bản 160 này ra thì Thắm sẽ có thêm phiên bản 125 cho các bạn lựa chọn nữa. Như ở các cái video trước thì Thắm giới thiệu rất là cụ thể. Đó là phiên bản 125 thì Thắm sẽ có 3 màu: màu đỏ, màu xanh và màu đen. Hiện tại ở cửa hàng Thắm thì đang đầy đủ tất cả các màu mà Thắm vừa giới thiệu. Các bạn muốn lựa chọn màu nào thì nhớ nhấc máy gọi cho Thắm nhé. Và A-Blade 125 ở thời điểm hiện tại Thắm báo cho các bạn một tin cực kỳ hot, đó là đang hạ nhiệt rất là sâu. Giá đang giảm khoảng còn 42 triệu cho đến ngoài 45 triệu một chút xíu thôi. Có những phiên bản có những màu sắc giảm đến 2 đến 3 triệu trên một chiếc luôn ạ. Và cái dòng A-Blade này thì bên Thắm cũng có hỗ trợ cho các bạn trả góp khi mà các bạn chỉ cần trả trước từ 8 đến 10 triệu trở lên là các bạn đã dinh xe về nhà rồi nhé. Thế nên là bạn nào mà còn lăn tăn thời điểm hiện tại thì mua xe giá có hợp lý không thì đây là một thời điểm cực kỳ tuyệt vời để các bạn lựa chọn xe cho mình. Phía ngoài này thì Thắm sẽ giới thiệu đến các bạn một số dòng xe ga mà rất là nhiều các chị em lựa chọn. Các bạn không xa lạ gì nữa đúng không ạ? Đây là chiếc xe Lead thuộc phiên bản đặc biệt màu bạc nhám. Xe Lead này thì hiện tại đối với phiên bản 2022 thì Honda có cho ra mắt các màu như là màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu bạc. Mỗi cái màu sắc này thì thuộc các cái phiên bản khác nhau và có phân khúc giá khác nhau. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì giá xe đang giảm rất là sâu. Ví dụ như đối với phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ có màu trắng các bạn nhé.
Phiên bản tiêu chuẩn thì hiện tại giá xe dao động còn khoảng tầm ngoài 37 triệu thôi. Hạ nhiệt rất sâu đúng không ạ? Ngoài ra thì sẽ có thêm phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt như các bạn thấy đây. Màu bạc nhám, đen nhám thuộc phiên bản đặc biệt. Thì hiện tại giá xe dao động giảm còn ngoài 41 triệu thôi. Đây là cái thời điểm từ đầu năm đến giờ mà cái giá xe lít giảm sâu nhất. Đó là thời điểm cực kỳ tuyệt vời để các bạn lựa chọn mua xe như Thắm nhắc từ đầu video đấy. Các bạn đang muốn lựa chọn cho mình một chiếc xe lít thì nhớ là nhanh tay nhấc máy lên gọi điện cho Thắm. Thắm sẽ tư vấn cụ thể và các bạn chọn màu, Thắm sẽ chủ động xe tại cửa hàng cho các bạn nhé. À, phía đường ngoài này thì Thắm sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc xe Vision. À, đây là chiếc xe Vision màu xanh đen, xanh nhám thuộc phiên bản đặc biệt. Như các bạn biết là dòng Vision này thì sẽ có 4 phiên bản và rất là nhiều màu sắc để các bạn lựa chọn. Và bên Thắm cũng đang đầy đủ các màu cho các bạn lựa chọn. Và giá xe ở thời điểm hiện tại cũng giảm rất là sâu các bạn nhé. Giá dao động giảm còn ngoài 33 triệu cho đến ngoài 38 triệu. Tùy vào màu sắc mà các bạn lựa chọn. Ví dụ như là chiếc xe Vision màu xanh nhám phiên bản đặc biệt này. Thì hiện tại giá xe đang giảm chỉ còn ngoài 36 triệu thôi. Đối với chương trình trả góp thì các bạn trả trước khoảng tầm 8 triệu trở lên. Thủ tục thì các bạn cần có căn cước công dân nhé. Đó, bên Thắm thì đang áp dụng rất là nhiều các chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn cho các bạn. Và đặc biệt là đối với dòng xe Vision này thì vẫn đang còn áp dụng chương trình, đó là khi các bạn mua xe, các bạn sẽ nhận được một trong 3 phần quà, đó là một bộ thỏi 3 màu son của MAC, hai là một phiếu mua hàng giày dép Petit trị giá 1 triệu đồng trên toàn quốc, ba là các bạn sẽ được tặng một sạc pin dự phòng của Samsung lên đến 20.000 mAh. Đó là 3 phần quà mà đang áp dụng cho dòng xe này. Ngoài ra thì có rất là nhiều phần quà hấp dẫn khác hiện tại cũng đang áp dụng tại cửa hàng các bạn nhé. Phía ngoài này thì Thắm vừa nãy giới thiệu đến các bạn là chiếc xe Ablade 125 ấy. Đây là chiếc Ablade 125 màu đỏ. Ngoài màu đỏ này ra thì sẽ có thêm màu xanh và màu đen các bạn nhé. Hiện tại giá xe ở thời điểm hiện tại chỉ khoảng tầm 42 triệu thôi. Giá này thì Thắm báo cho các bạn nguyên xe, chưa có đăng ký và chưa có phụ kiện các bạn nhé. Đối với cái dòng xe này, khi bạn mang mua xe tại cửa hàng ấy, các bạn sẽ nhận được rất là nhiều phần quà như mũ bảo hiểm, áo mưa tại cửa hàng. Ngoài ra thì các bạn sẽ liên hệ qua online thì các bạn sẽ có thêm các cái voucher giảm giá và rất là nhiều ưu đãi. Nhớ là liên hệ cho Thắm để Thắm đặt xe cụ thể hơn cho các bạn nhé. Phía bên ngoài này thì bên Thắm trưng bày rất là nhiều các cái dòng xe số Honda đó. Thì bây giờ Thắm sẽ giới thiệu đến các bạn một số các cái dòng xe số bên Thắm và phân khúc giá nhé. Hiện tại đối như các bạn đang thấy đây, đây một chiếc GSX. Đối với GSX thì các bạn biết là nó sẽ có bản vành nan phanh cơ, vành nan phanh đĩa và vành đúc phanh đĩa. Như chiếc đang trưng bày trên kệ đây thì bên Thắm đó là chiếc phiên bản vành nan phanh cơ. Đối với phiên bản này thì giá hiện tại đang dao động khoảng tầm 23 triệu thôi ạ. Và ngoài cái phiên bản này ra thì sẽ có các cái phiên bản khác như là vành nan phanh đĩa này, vành đúc phanh đĩa thì giá dao động khoảng tầm 24 đến 26 triệu các bạn nhé. Các bạn muốn lựa chọn màu nào, phiên bản nào thì nhớ là liên hệ đặt lịch trước cho Thắm thì Thắm sẽ chủ động xe tại cửa hàng cho các bạn. Phía bên ngoài Thắm cũng đang trưng bày một chiếc xe vành nan phanh đĩa. Đó các bạn thấy không? Màu sắc rất là đẹp. Ngoài ra thì Thắm sẽ có thêm các cái dòng như là Blesto hoặc là Future. Blesto thì giá xe hiện tại dao động khoảng tầm 18 cho đến 21 triệu. Còn đối với Future thì giá dao động khoảng tầm 33 triệu cho đến 35 triệu tùy vào màu sắc phiên bản mà các bạn lựa chọn. Đây là bên Thắm đang trưng bày hai chiếc xe Wayfa các bạn nhìn thấy không ạ? Một chiếc màu đen nhám và một chiếc màu trắng. Đối với Wayfa này thì hiện tại bên Thắm đang có thêm màu đỏ và màu xanh tím than nữa. Hiện tại giá xe cũng tùy thuộc vào màu sắc mà các bạn lựa chọn, dao động khoảng tầm từ 20 triệu cho đến ngoài 21 triệu đối với phiên bản vành nan và có thêm phiên bản vành đúc nữa các bạn nhé. Các bạn muốn lựa chọn phiên bản nào, vành nào, màu nào, phân khúc giá như thế nào, nhấc máy lên liên hệ cho Thắm hoặc là kết bạn Zalo với Thắm theo số hotline là 0888 628 366. Thắm sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn. Một số dòng thì Thắm vừa giới thiệu thì các bạn phân khúc giá các bạn thấy không ạ, đang giảm rất là sâu. Có một cái dòng xe nữa là một cái dòng mà cực kỳ là hot ở cái năm nay, cái lượng xe tiêu thụ và lượng khách hàng lựa chọn rất là đông. Mà khi nãy Thắm chưa giới thiệu đến các bạn. Các bạn nhìn sang bên cạnh đây ạ, đó là chiếc SHI. Đối với SHI thì bên Thắm sẽ có phiên bản 125 và 150 để các bạn lựa chọn. Và giá xe ở thời điểm hiện tại thì đối với phiên bản 125 thì giá sẽ dao động khoảng tầm ngoài 81 triệu thôi. Ngoài 81 triệu một tí thôi các bạn nhé, giá đang giảm rất là nhiều. Ngoài phiên bản 125 thì ra Thắm sẽ có phiên bản 150, giá dao động khoảng tầm 96 triệu cho đến 118 triệu tùy vào cái phiên bản ở đời phanh mà các bạn lựa chọn. Và sẽ có màu trắng, đỏ, xanh, trắng, đỏ và đen để các bạn lựa chọn. Các bạn nhớ nhé, nhấc máy lên liên hệ cho Thắm theo số hotline là 0888 628 366 hoặc là kết bạn Zalo với Thắm để Thắm tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé.